Thân ái chào các em, rất vui gặp lại các em trong bài về xác suất thống kê, chuyên đề toán về xác suất thống kê. Tuần trước thì thầy đã giới thiệu các em thao tác dùng Excel để mà tìm lại tất cả những cái tham số về đặc trưng của một biến ngẫu nhiên rời rạc. Thì các em thấy là Excel rất là đa dụng và nó rất mạnh. Thầy nghĩ nếu ở trong tầm của một sinh viên đại học chưa phải đi làm, nếu mà thầy nói nếu mà đi làm thì có thể mấy em dùng những phần mềm nào khác thì thầy chưa biết, nhưng với cái tầm mà mấy em học đại học thì riêng về phần xác suất thống kê, Excel đủ đủ thí nghiệm tất cả những cái định lý trong xác suất thống kê. Có dịp thầy sẽ giới thiệu từ từ để các em biết cách thao tác để mà kiểm nghiệm lại, nghiệm lại tất cả những cái định lý ở trong xác suất thống kê. Các em mới thấy được sức mạnh của cái môn học xác suất thống kê. Vì nếu mà ta môn này mà ta học chay đó, ta không tính toán và ta không có công cụ để mà ta kiểm nghiệm lại thì môn này học chán lắm. Chán thật sự, tại vì đây là môn ứng dụng mà. Ứng dụng vào đời sống thì các em phải thấy được, thí nghiệm mà các em thấy được những cái điều các em hiểu và biết được ở trong sách giáo khoa thì các em tăng thêm cái sức mạnh để học cái môn này. Thì nếu mà đụng chuyện thì thầy sẽ giới thiệu lại nhiều hơn nhé, giới thiệu chi tiết hơn. Hôm nay thầy tiếp tục cái bài về phân phối siêu bội và phân phối nhị thức nhé. Và công cụ ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu là công cụ trên máy tính bỏ túi để các em thao tác trong phòng thi. Tại vào phòng thi như thầy đã nói là nó không cho bộ hoặc là kỷ luật của trường thì không thể nào em mang máy vi tính vào trong lúc thi được. Đến cái lúc nào đó xã hội mà ai mà cũng coi cái máy, cái laptop ấy, như là một cái máy tính bỏ túi thì lúc đó là chuyện nó là khác. Còn hiện nay vì cái sự đồng đẳng trong sinh viên thì người ta cũng chưa cho các em mang laptop phòng thi, trừ những cái trường hợp thi những cái chương trình đặc biệt nào đó, phải không? Rồi hôm nay mời các em nhìn lên màn hình để chúng ta tiếp tục. Thầy lấy lại cái ví dụ tuần trước nhá. Đây về siêu bội hypergeometry, cái này 30, 10 và 15 nhá. Thầy deep play nhanh mấy cái phần này. Trước đó thầy đã làm đúng không? Và cái mét của nó, cái median của nó là bằng 5. Hôm nay thầy muốn giới thiệu về một công cụ máy tính bỏ túi để tìm tại sao tìm ra nhanh được cái mét này bằng 5. Tìm được nhanh cái mét này bằng 5. Nhất là những cái xác suất mà có công thức phức tạp mà số của nó cũng cực kỳ phức tạp, đúng không? Nếu mà ta chặt cụt mấy cái số này đi mà ta cho vào máy để ta cộng dồn sẽ sai số. Tại vì cái median các em biết là nó dao động, nó chỉ cần nhích qua nhích lại một tí thì median của nó sẽ khác. Cho nên ở đây để mà tìm ra được cái median chính xác của nó, thầy giới thiệu một cái thuật toán tìm median trên cái máy nhỏ 570ms BN 570ms nhá. Cái thuật toán của nó là như vậy. Đầu tiên ta cho gán x bằng 0, sau đó gán a bằng 0, và sau đó ta gài cái công thức lệnh này: a bằng a cộng 10 CX, đây là compile đó các em. Này chính là tổ hợp tuyến tính của 10, compile của 10X, compile của 10X nhân với compile của 20, 15 chữ X nha. Thì mình sẽ đánh trong máy là 10 nè. Rồi chữ C này là compile, thì tí nữa thầy sẽ chỉ tại sao đánh cái số C này được nhá. Ở đây là thầy nói về cái công thức để các em thấy trước. Đây là 20 compile 15
chập 15 chữ x đấy, đó là c 20 chập 15 chữ x, rồi ta chia tất cả cho 30 chập 15, c 30 chập 15, và sau đó ta tăng cái x bằng x cộng 1 này lên cho đến khi nào, cho đến khi nào mình thấy cái giá trị a này nè mà nó vượt qua 0.5, tức là một nửa đấy các em, phải không, thì ta sẽ dừng lại và cái a, và cái x đó chính là cái median của nó, x đó chính là cái median, và đây ta sẽ đoán là x chính là bằng 5 đấy các em, đúng không? Bây giờ thầy làm nhá, giờ thầy làm, thầy nghĩ là những cái thao tác đầu tiên thì mấy em nên quen, rồi mấy cái thao tác kế tiếp và sau nữa thì thầy sẽ làm nhanh hơn, thầy làm nhanh hơn, đôi khi thầy sẽ làm lại từ đầu, nhưng mà thầy nghĩ là mấy em từ từ mấy em sẽ thao tác quen rồi thầy sẽ làm nhanh hơn nhé. Thì đầu tiên giờ thầy sẽ làm thao tác cái này trên máy tính bỏ túi đây các em, máy tính bỏ túi đây, thầy thao tác nhá. Đây cái máy tính này là Vinacam nhá, thầy thao tác đây, bắt đầu nhá, gán 0 vào x, 0 vào a, đây 0, shift store vào x đây các em, x đây, đây thầy display lên màn hình cho nó to một chút nhá. Rồi 0 gắn vào a các em, 0 gắn vào a các em, gắn vào a đấy, và sau đó thì mình làm cái câu lệnh này nhá, câu lệnh này a bằng alpha a các em ạ, alpha a nhá, a dấu bằng đây các em, dấu bằng ở đây này, bằng alpha a, tiếp tục a bằng a cộng cộng 10, cộng 10 các em, cộng 10 c, c là compile đó các em, c là các em nhìn thấy nè, ncr đây nè, ta phải ship nó lên các em ạ, ship nó lên, có chữ c chưa, compile đây, compile gì, compile x, compile alpha x các em ạ, 10 cx đây, nhân 20 c, nhân 20 các em, 20 shift compile mà 20 c, phải mở ngoặc ra, chập 15 chữ x, mở ngoặc 15 các em, thì thao tác từ từ nha, 15 trừ đây, trừ cho alpha x các em ạ, đúng không, mà thầy đóng ngoặc vô, sau đó thì chia cho 30 c 15, chia đóng dấu chia bình thường các em ạ, 30 ship lên phải không, ship lên để được chữ c, sau đó là 15 đấy, sau đó là đến dấu hai chấm các em, dấu hai chấm ở đây đó, hai chấm đây nè các em đấy, và x bằng x cộng 1, x là alpha x các em ạ, bằng đây, dấu bằng đây, alpha x cộng 1, cộng 1. Rồi đến đây, đến đây các em chỉ có thao tác nhấn dấu bằng bằng thôi các em, và các em theo dõi khi mà số A này nó vượt qua 0.1 thì đó chính là median nha. Đây thầy bắt đầu thầy bấm bằng một phát đây. Rồi cái A nó là 9.9 gì đó kệ nó, tiếp tục. Đây bắt đầu K bằng 1 đấy, tiếp tục K bằng 2, chưa qua thấy không, a nó vẫn là 0.025, chưa qua, k bằng 3 nó lên 0.122 rồi, k bằng 4 lên bao nhiêu, 0.34 đó, đây nè, nó cũng giống như cái mấy cái này này, 0.34 đây nè các em, đây nè, đấy k bằng 4 đây nè, 0.349 đây nè, thấy không, để màn hình nó hơi nhỏ các em theo dõi nha. Và thầy tiếp tục k bằng 5 nào, k bằng 5 nào, k bằng 5 bấm bằng tiếp tục, a như vậy nó lên là 0.650 rồi, 650 đây đó, thầy display hồi nãy bằng Excel đây nè em, thấy không, thầy di chuyển đây, thầy di chuyển đây đấy, như vậy đây là k bằng 5 chính là median của nó nhá.
Như vậy thì để về về bài học tiếp tục. Đó thì thầy display cái thuật toán này để mấy em tiện mấy em ghi lại. Ghi lại. Thầy nghĩ là thầy thao tác cái này từ từ rồi từ từ sẽ nhanh hơn nha, từ từ nhanh hơn. Về thuật toán trên máy nhỏ thì thầy nghĩ mấy em nên ghi vào để về nhà thử. Về cái phần này thì thầy cũng có viết một cái cuốn sách chuyên khảo về máy tính bỏ túi. Nếu mà các em nào muốn thì liên hệ với trường đại học tổng hợp trường đại học công nghiệp thì sách có bán, thầy không có bán ra ngoài. Ở đây là sách thư viện bán ở trong nội bộ của trường thôi, cho nên là chưa có bán ra ngoài. Đấy thì các em liên hệ mấy phần này thầy có sách hết và có ghi chú thành một cái cuốn tập, một cái cuốn sách khoảng dày không 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 dày lắm, các em có thể tham khảo tìm mà mua tại thư viện của trường đại học công nghiệp. Đấy mấy em ghi lại, còn ai chưa có sách thì ghi lại cái thuật toán này trước khi thầy sang trang mới. Thầy ghi lại nè, đây thầy đọc là A bằng A cộng 10 CX nhân 20C mở ngoặc 15 trừ X đóng ngoặc chia 30 C 15 2 chấm X bằng X cộng 1. Đây chính là một thao tác nhỏ, một phần linguistic á, tức là ngôn ngữ basic, ngôn ngữ basic lập trình trên máy nhỏ. Thì tôi nghĩ mấy cái ngôn ngữ này đơn giản, ngôn ngữ này đơn giản mà mấy em sinh viên thì mấy em phải biết học lập trình luôn, ai cũng phải biết lập trình nhá. Lập trình nhỏ 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 thôi thì đây chính là cái lập trình basic trên cái máy nhỏ, trên máy nhỏ đấy VN570MS nhá. Thì tiếp tục nào. Như vậy với cái thí dụ hồi nãy của mình là 30 10 10 30 10 n bằng 15 thì ở cái thí dụ này thầy muốn cho NA tăng lên là 20, N là 15. Thì ta sẽ thấy cái gì nào? Mấy cái này thầy không làm lại nữa, thầy display thôi để các em thấy nhá, để các em thấy. Đây. Với NA bằng 10 đó thì các em biết là gì nào? Median của nó bằng 5 nè. Mốt của nó dường như cũng bằng 5, phải không? Median của nó bằng 5, mốt bằng 5. Còn ở đây nếu mà NA bằng 20 thì nó lại lệch sang bên bên phải rồi các em. Ở đây là lệch bên trái nè. Ở đây cái đỉnh lệch bên trái, cái này đỉnh lệch lệch bên phải. Ý thầy muốn cho hai cái thí dụ này để các em so sánh là cái lệch bên phải và cái lệch bên trái, lệch bên phải và lệch bên trái. Và trong thống kê như hồi nãy thì dùng cái degree statistic, degree statistic thì nó cho ta cái skewness, skewness nếu mà âm thì nó lệch phải, mà skewness mà dương thì nó lệch bên trái, mà bằng không thì nó là đối xứng, đúng không? Thì ở đây các em về các em tự thao tác lấy nhá, thầy nghĩ mấy cái này thao tác giống như thầy thôi, nhưng mà cái này là nó lại bằng không ở trên các em ạ. Vì mà k mà lớn hơn không thì là k lớn hơn 5 này nè, k lớn hơn 5 thì cái này phải phải bằng không, đúng không? Tại vì lấy có 15 cái mà bây giờ nói là không có cái nào mà có tính chất, có một cái có tính chất a là làm gì có, đúng không? 15 cái trong này 30, lấy 15 trong đó có 20 cái là tính chất a rồi thì từ 1 cho đến 4 nó sẽ bằng 0. Như vậy k lớn hơn 5, k lớn hơn 5 nhá. K lớn 5 thì nó sẽ 0. Đấy. Và như vậy thao tác y chang như là thì làm bằng cái thí dụ đầu tiên đấy nhá. Và thấy không? Các em thấy cái đồ thị này nó lệch phải không? Hồi nãy là đồ thị bên kia nó lệch bên trái vậy nè, à, nó lệch bên trái. Đồ thị lệch bên trái. Đây nó lệch phải đó. Và cái hàm này là hàm phân phối các em, nó cũng thế thôi. Hàm phân phối thì
hàm phân phối nó theo cái tính chất này. Ở đây nó không 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 không, ở đây thì nó cũng không không không, rồi nó mới bắt đầu nó mới lên một, nó tăng dần lên một này. Thì cái này các em thầy nghĩ các em về nhà các em làm nha, các em ghi lại cái tựa đề. Nếu mà x thầy cho siêu bội, n lớn bằng 30, n là 20 và n nhỏ là 15, các em về nhà thao tác lại cái bảng như trên bảng đây, như trên bảng đây. Và như vậy ta thấy là 10 này nè, nó cũng là kỳ vọng, nó cũng là phương sai, nó cũng là mốt luôn đấy. Còn cái thí dụ nãy, cái số 5 này là gì, cũng là kỳ vọng nè, cũng là phương sai nè, à cũng là kỳ vọng nè, cũng là mốt nè, đó kỳ vọng cũng là mốt nè, đó cũng là median. Anh này ngược lại, anh này số 10 này cũng vậy, đây 0.3 là mốt đây nè, lớn nhất nè, đúng không các em? Rồi kỳ vọng của nó cũng bằng 10 nè, median của nó cũng bằng 10. Vậy ta thấy là đây ta so sánh, thầy muốn hai cái thí dụ này để các em thấy hoàn toàn cái lệch trái cái lệch phải, mà nó rơi cùng vô, một cái là rơi ở cái số 5 lệch trái, còn với thí dụ này thì rơi số 10 lệch phải đấy. Thì các em thí nghiệm lại những cái điều mà trong lý thuyết chúng ta đã học nhá. Đấy, mốt ở đây median bằng 10, cái hàm này thì làm phân phối thì đi lại lại thôi. Bây giờ ta sang đến kế tiếp một cái phân phối nữa, gọi là phân phối nhị thức. Phân phối nhị thức, phân phối đầu tiên là những cái phân phối rời rạc mà thầy đã giới thiệu, như vậy là phân phối siêu bội, hyper geometry. Bây giờ ta sẽ đến một phân phối nhị thức được ký hiệu là cái ô vàng này, x thuộc về binomial các em ạ. Đây là binomial tiếng Anh, binomial NP. Mình cứ ký hiệu trước, mình sẽ nói ý nghĩa của nó sau nhá. Vậy các em nhớ ký hiệu x thuộc binomial tiếng Anh BNP, nhị. Binomial có nghĩa là nhị đó các em. Trong hóa học các em bi đó ha. Em biết là bi là cái hai, trong hóa học công thức mà có chữ bi là dính đến cái số 2, nhị thức. Rồi ý nghĩa của nó là cái gì đây các em, thầy định nghĩa nhá, nhắc lại thôi, mấy cái này thầy nhắc lại nhanh và nói ý nghĩa rồi sau đó mình sang bài tập để mình làm nhé. Phân phối nhị thức là phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc trên tập x có giá trị từ 0 cho đến n, 0, 1, 2 cho đến n nghe. Như vậy có thêm giá trị 0 nhé, với xác suất tương ứng được ký hiệu là, được ký hiệu là như này, PK tức là để x bằng k, còn được ghi ký hiệu là như vậy. Và công thức của nó là CNK P lý thừa k Q lý thừa n trừ k, trong đó P cộng Q là bằng 1, Q chính là 1 trừ P đấy. Cái này ở Excel công thức nó là binomial đó các em, nó viết tắt binomial, còn dis là distribution tức là phân bố nhị thức hoặc là phân phối. Một vài sách Việt Nam thì vẫn gọi là phân phối, còn mình dịch nếu tiếng Anh thì cái này gọi là phân bố, phân phối cũng được. Distribution binomial nhá, tức là phân bố nhị thức k np 0. Thì các em cứ nhớ cái này là hàm của Excel mà, thì cái format của công thức thì mấy em phải nhớ thôi. K chính là cái số ở đây, n chính là cái số này, phải không? P là cho trước, và không ở đây là ta tính một giá trị thôi nhá. Còn nếu là số 1 thì có nghĩa là cộng dồn xác suất, như nãy thầy đã làm cộng dồn xác suất rồi. Bây giờ ý nghĩa của nó là cái gì các em?
Ý nghĩa của cái này là gì? Trong n phép thử này, trong n phép thử, trong n phép thử nhá, trong n phép thử về cái gì cũng cũng được, mà mỗi một phép thử như vậy thì ta chỉ có hai trạng thái mà ta cần quan tâm, đó là thành công cái gì đó hay thất bại, thành công cái gì đó hay là thất bại nhá. Như vậy là thành công thì là xác suất sẽ bằng p, mà thất bại sẽ là q. Ví dụ như là thầy nói như vậy, tung một con xuất sắc lên, giờ ta quan tâm đến số 1. Như vậy nếu mà ra được số 1 thì đó là thành công, còn ngoài ra là thất bại. Ví dụ như vậy thì tung một con xuất sắc lên thì như vậy là n lần, ví dụ như vậy tung 10 lần lên, ta đếm xem cái số thành công, tức là số hiện ra số 1 là bằng bao nhiêu, và cái số thất bại là bằng bao nhiêu, tức là ngược lại thôi, phải không? Ngược lại. Như vậy là thành công của ta, của con xúc sắc là xác suất là 1/6, trong khi cái quy đó, thất bại của ta là 5/6. Đấy, phải không? Như vậy trong n lần thử thì có bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại, và để cho xác suất để k lần thành công, đây là k lần thành công, thì k lần thành công mà xuất hiện trong n lần như, tức là xuất hiện trong n lần thử như vậy thì là ta phải có là CNK, đúng không các em? CNK nhân với số lần thành công. Ở đây là mỗi lần thử ta phải nhớ nó là độc lập nhé. Trong n phép thử độc lập, tức là kết quả của phép thử này không ảnh hưởng đến kết quả của cái bước sau, của phép thử sau, thì ta có đây chính là công thức xác suất về nhị thức, phân phối nhị thức. Đấy. Trong n lần phép thử có k lần thành công thì vì độc lập cho nên ta nhân được p lý thừa k, p nhân p nhân p nhân k lần. Còn xuất hiện n trừ k lần thất bại, mà xác suất thất bại chính là q, tức là 1 trừ p các em, thì q nhân q nhân q nhân đến n trừ k lần như vậy. Và công thức như vậy, ý nghĩa của nó là trong n lần thử mỗi lần chỉ có hai trạng thái, hoặc thành công hoặc thất bại, và công thức này chính là k, để có k lần thành công thì chính là công thức này nhá. Thầy lặp lại như vậy, trong n phép thử nhá, để xác suất có k lần thành công trong phép thử đó thì công thức của nó chính là tổ hợp n chấm k, p k lý thừa k và q lý thừa n chỉ k, và đây là công thức xác suất tại từng điểm k, và đây chính là công thức xác suất của Excel nhé. Excel thì các em thử bằng Excel, cái này thử bằng Excel. Binomial là nhị thức nhé, this là distribution. Tiếp đến là ta có một cái định lý, mà định lý này thì nó rất hiển nhiên một vài phần đây. Cái thứ nhất là cái ô vàng này hoàn toàn hiển nhiên, phải không các em? Vàng này nói là cái gì đây? Nó chính là cái hệ xác suất này nè phải là đầy đủ, có nghĩa là sao? Vét tất tần tật các trường hợp của nó thì xác suất cộng lại phải bằng 1, đúng không? Như vậy ta cộng lại tất cả các xác suất, xác suất ở đây có bao nhiêu lần xuất hiện các em? Từ 0 cho đến 1. À, từ 0 cho đến n thôi chứ. 0, 1, 2 cho đến n. Đây 0 cho đến n. Và xác suất này luôn luôn bằng 1. Ta cũng chẳng cần gì quan tâm đến tại sao nó bằng 1, đúng không? Thì mấy em phải đọc trong cái phần chứng minh. Còn khi thực hành thì hiển nhiên cái này các em bằng làm bằng Excel hay là làm bằng bất kỳ phần mềm nào thì các em thấy cái ô vàng vàng này hiển nhiên cứ kéo xuống sum một phát thì nó ra là bằng 1. Tại vì nó chính là cái gì? Nó chính là cái điều kiện tiên quyết để một cái hệ, đó là hệ xác suất. Nó chính là điều kiện tiên quyết của cái anh X thuộc BNP này. Bất kỳ một phân phối nào, xác suất nào thì luôn luôn ta cộng tất tần tật lại nó phải bằng 1. Tất cả những trường hợp xung khắc có thể, tức là xung khắc từ 0, 1, 2 cho đến n, đúng không các em? Mà như vậy là cái ô vàng là hiển nhiên,
nhá, nó giống như là bên siêu bội. Siêu bội thầy nói là chứng minh cái này cực khó, cũng như chứng minh cái này cũng khó, nhưng mà nó đơn giản hơn tí. Nhưng mà chứng minh cái này khó, ta cũng nếu mà thi thì ta cũng chẳng cần quan tâm đến chứng minh, nhưng mà khi mà làm bài, khi mà làm tiểu luận hay cái gì ở trong trường các em đấy, làm những cái mid term, những cái thi giữa kỳ gì đó, thì có thể các thầy cô lại đòi những cái chứng minh thì mấy em phải học. Còn về phần thực hành thì hiển nhiên nhá, thầy nhắc lại mấy cái này để mấy kỳ sau thầy nói cái này hiển nhiên để mấy em phải công nhận ngay nhá. Rồi chỉ cần như vậy là chỉ cần nhớ cái gì đây các em, hai ô này thôi, là kỳ vọng của nó, expectation của nó là bằng NP, N nhân P, và variance của nó tức là phương sai của nó chính là bằng NPQ nhá, NPQ. Vì hai cái này thì ta phải cần nhớ nè. Còn riêng anh siêu bội á thì chỉ cần nhớ cái kỳ vọng của nó cũng bằng NP các em ạ. Kỳ vọng của siêu bội là bằng NP. Nhưng mà ở bài siêu bội thầy lại không nói đến cái variance của nó. Variance của siêu bội thì ít dùng. Ít dùng. Nhưng mà cái này đôi khi dùng, tại vì cái này nó đơn giản thì người ta dùng nhiều hơn. Còn cái nào phức tạp thì thường là người ta lại ít dùng, mà cũng lại không có bài tập nhiều về cái đó. Nhưng như vậy thì các em ở cái định lý này các em nhớ cho thầy, với x thuộc về binomial NP thì kỳ vọng của nó bằng NP và phương sai của nó là NPQ nhá. Mấy các em nhớ cho thầy hai ô này thôi, còn này là hiển nhiên rồi nhá. Rồi và cái mode của nó, cái mode của anh nhị thức này đó thì nó là bằng cái này, nó phải thỏa mãn cái bất đẳng thức này K0. Mốt của nhị thức chính là cái số đi từ, có thể từ 0 cho đến n nhỏ đó các em, phải không? Mà phải thỏa mãn cái bất đẳng thức này. Và ở đây ta thấy nè, cái bất đẳng thức này nó ở đây là np trừ q, bên này là np trừ q, nó chỉ hơn bên này có một giá trị thôi. Thì thực chất ra mà nói, để mà tìm một cái mốt của nhị thức, các em cứ nhớ là nó gần như là nó bằng kỳ vọng NP là được, tại vì bên này nó chỉ hơn nhau có một một đơn vị, một cái số đơn vị thôi, đúng không? Như vậy là các em nhớ là kỳ vọng của nó thì chính là gần như là NP nha. Rồi giờ ta cho ví dụ này, cho x thuộc vào binary 15,0.5, tức là n bằng 15 và p của ta là 0.5, tức là xác suất nó bằng n, đúng không? Tìm hàm phân phối fx, lập bảng 16 số liệu, vẽ fx và fx nhỏ tức là hàm mật độ và fx lớn hàm phân phối nhá. Thì cái này lại đụng đến vấn đề, nếu mà muốn vẽ ta dùng Excel thôi, thì mấy cái này thầy nghĩ là mấy em sẽ tự về nhà để mà làm cái thao tác như là cái bài trước, tuần trước đó thầy đã làm nhá. Và cái hàm phân phối của nó chính là cái hàm này cộng những cái giá trị xác suất trước nó, giá trị xác suất trước nó là cái này, đây là công thức đây đó, công thức của nó x sẽ đi từ 0 cho đến 15, và ta có cái bảng sau. Bảng đây là bảng thứ tự ở đây, tại vì màn hình thầy muốn display trên cái chiều ngang để cho nó khỏi tốn cái màn hình nữa mà. Thì đây là 0 nè, 1 2 k đấy, thứ tự k từ 0 1 2 3 4 5 vân vân cho đến 10 11 12 13 4 15 là hết đấy. Ở đây cái hàng thứ nhất á thầy gọi là cái fx nhỏ này nè, c tức là cái hàng hàng c đó, chính là hàm mật độ xác suất. Hàm mật độ xác suất chính là cái hàm này này nè các em, cái phần bên trong thôi nhé, phần bên trong. Còn cái hàm fx lớn thì chính là cái sigma của cái phần bên trong, tức là cộng dồn xác suất. Thì mấy cái này là ta phải thao tác bằng bằng Excel thôi, bằng Excel nhé. Còn nếu mà muốn thao tác bằng bằng máy tính vào túi thì như hồi nãy thầy cũng đã làm, thì mấy em về mấy em viết lại một tí xíu
trên cái loại basic á, cái basic thì mình sẽ tìm ra được cái median của nó là như thế nào nhá. Ở đây là nó khó tìm cái median thôi. Median là mấy em phải tính cộng dồn xác suất, cộng dồn xác suất như thầy nói. Nếu mà em display ra mấy em mà gõ vào bằng bằng tay á thì sẽ sai số liền. Tại vì cái median của nó là nó chỉ cần nhích qua chút xíu em vào số mà nó sai, hoặc là tức là nó bị sai số nó bị chặt cụt nhiều quá thì nó sẽ sai và nó sẽ nhảy không phải ngay chính cái số đó nữa mà nó nhảy có thể là lệch sang trái hoặc lệch sang phải. Đấy. Thì cái này mấy em thao tác bằng Excel. Thầy display ở trên này bằng có được cái số này cũng là bằng Excel các em ạ. Excel thì làm thôi. Nhá. Thì mấy em làm thì mấy em mới cảm thấy là cái bảng số này nó như thế nào. À, và ta vẽ hình ra này. Cái này nó bằng 0.5 cái ạ. P là 0.5 cho nên là cái hình nó rất là cân. Em thấy không? Cái hàm này nè. Tức là thầy vẽ cái hàng C này nè các em. Cái hàng C đó. Tức là cái hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ nhất là cái hàm mật độ xác suất Fx. Vẽ bằng Excel thôi. Phải không? Thì các em làm bằng cột. Nghĩ thầy làm bằng cột. Thầy nghĩ các em làm bằng cột dễ hơn. Còn thầy làm bằng hàng thì do cái màn hình thầy muốn display để nó condense, nó tập trung. Nha. Nó tập trung màn hình để cho em thấy. Thì do P ở đây là bằng 0.5 cho nên cái hàm mật độ của nó rất là cân các em ạ. Nếu ai mà sử dụng vẽ cái hàng thứ nhất này nè, vẽ cái hàng thứ nhất này thôi, viết ra cột chứ hàng nó không chịu đâu nhá. Excel nó không chịu hàng đâu, viết ra cột. Và các em dùng cái phần analysis, data analysis đó, về cái phần degree statistic thì các em sẽ thấy skewness của này nó sẽ bằng 0, bởi vì nó cân, cân này, này nó cân nhé, này nó cân, cho nên là skewness của nó sẽ bằng 0. Mấy này mấy em vẽ nhá, thì nhắc lại là mấy em phải tự vẽ để mấy em thấy được cái sức mạnh của những cái thí nghiệm về số liệu. Và hàm F lớn X của nó chính là cái hàm mà thầy dùng ở đây, là thầy lại dùng cái MATLAB. MATLAB thì nó thể hiện cái hình thang, các hình thang rõ hơn. Còn Excel thì nó chỉ thể hiện những cái điểm nó nối lại thôi các em ạ, nó nối lại. MATLAB thì nó thể hiện cái hình thang, bậc thang theo đúng cái hình mà thầy đã bài đầu tiên của cái biến ngẫu nhiên, đúng không? Hình bậc thang. Đấy, thì mấy cái này thầy nghĩ mấy em sẽ thao tác được, hoàn toàn được, phải không các em? Nếu mà ai mà thao tác không được thì liên hệ với thầy nhá, liên hệ với thầy. Thầy nghĩ mấy cái này rất là dễ, phải không? Thao tác Excel và dùng công cụ của máy nhỏ. Ví dụ như trong bài này thì nói là tìm median của cái này chẳng hạn. Median của cái này thì mấy em biết ngay là cái gì? Chính là bằng gì đây? Bằng không chấm bằng mấy các em? Bằng phân nửa, có nghĩa là bằng mấy? Bằng 7 luôn. Chắc chắn là bằng 7, nó cũng chính là mốt nè. Bởi vì khi cân như vậy thì mốt nè, median nè, kỳ vọng nè. Ba cái anh đó là trùng nhau luôn. Kỳ vọng, mốt, median là trùng nhau tại số 7 này. Đúng không? Các em làm thử nha. Thầy hy vọng các em làm được. Bây giờ ta sang đến ví dụ ứng dụng của nó nhé. Thì trước ví dụ này thầy muốn em thao tác một cái về em tự cho một cái x thuộc binary n, các em cho bằng bao nhiêu, như cho n nhỏ nhỏ thôi để cái màn hình mấy em condense được, mấy em thấy được, video được toàn bộ. Mà cho p là 0.5 thì mấy em sẽ được đồ thị đối xứng. Còn cho P mà lệch gần số 0, ví dụ 0.1 chẳng hạn, thì em sẽ được đồ thị lệch sang bên trái. Và nếu mà em cho P mà gần 1, tức là 0.9 chẳng hạn, hay 0.8, thì em sẽ thấy cái đồ thị của nó là lệch bên phải. Và những cái này rất quan trọng ở những cái bài sau, bài thống kê, cái bài ứng dụng và thống kê. Đấy. Thì ngay từ cái bài xác suất thì các em nên
sử dụng, rất rành về các công cụ tính toán nhá. Bây giờ ta sang đến cái ví dụ hai, ví dụ một ví dụ về về bài toán như sau. Bài toán này giống như đố vậy đó, mà nó liên quan đến cả cái chương thứ nhất. Đây, sau khi sản xuất xong, sản phẩm của nhà máy Đại Hùng được đóng thành hộp. Mỗi hộp có 10 sản phẩm. Cho biết số sản phẩm loại 1 trong mỗi hộp phân phối như sau. Ở đây thầy lấy cái ví dụ này là ví dụ của một đề thi, một đề thi cao học vào Đại học Kinh tế nhé. Cao học vào Đại học Kinh tế. Nhưng với ví dụ này thì nghe nó có vẻ cao học, nhưng mà thực ra thì với trình độ của mình đọc vô thì mình thấy cũng rất là dễ, không có vấn đề gì khó nha. Thì thầy mới đưa vào chương trình như vậy. Rồi các em theo dõi nha, tại vì cái màn hình nó hơi nhỏ mà cái bài toán thì nó lại chữ nhiều quá, mà em phải ghi tốc ký như thế nào đấy nhá. Đây thầy đọc nè: sau khi sản xuất xong, sản phẩm của nhà máy Đại Hùng được đóng thành hộp. Mẹ đóng thành hộp, mỗi hộp có 10 sản phẩm, như vậy mỗi một cái hộp nhỏ nhỏ có 10 sản phẩm, ví dụ như kem đánh răng hay cái gì đó phải không, hay là bàn chải đánh răng gì đó phải không. Cho biết số sản phẩm loại 1 trong mỗi hộp có phân phối như sau. Số sản phẩm loại 1 tức là các em biết là sản phẩm của một nhà máy thì họ phân biệt ra là loại 1, loại 2, loại 3 như đấy phải không. Nhưng mà loại 1 thì thường người ta nói là loại tốt, loại mà làm để xuất khẩu hay cái gì đấy phải không. Đây là sản phẩm loại 1. Tỷ lệ tương ứng, tỷ lệ hộp tương ứng là 0.1, tức là có khoảng 10%. 10% đó, sản phẩm có 7 sản phẩm loại 1. 10% tỷ lệ hộp đó, tức là cái tỷ lệ hộp mà trong hộp đó có 7% loại 1 thì chiếm 10%. Tỷ lệ có 30% loại mà có 8 sản phẩm loại 1 ở trong một cái hộp. Trong một hộp đúng không? Và có 40% cái hộp mà có 9 sản phẩm loại 1. Có 20% hộp mà trong đó hoàn toàn là sản phẩm loại 1 hết. Đấy. Các em nhìn vô đây các em thấy cái gì? Để mà chỉ cho đến đây không, nếu mà em có nhận xét gì không? Tiếp nha, để các em nhận xét sau nha. Rồi. Vâng. Rồi, bây giờ câu hỏi là như vậy. Một khách hàng muốn mua một lô 500 hộp của nhà máy. 500 hộp của nhà máy nha. Khách hàng này có một cái cách để chọn hàng, biết mánh nha. Mình gọi là mánh cho nó dễ, tức là biết cái mánh của cái nhà máy này là nó là như vậy, nó phân phối cái tỷ lệ hộp là như vậy. Thì cái anh khách hàng này anh ấy phải kiểm tra như sau: bằng cách chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong một hộp, lấy ra cách ngẫu nhiên đó, lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm, cái hộp mà anh lấy ra để anh chọn, hộp đó có đắt co thảy vào giỏ của anh hay không, anh đếm, mà nếu có 3 sản phẩm loại 1 thì nhận hộp đó, nhận hộp đó. Còn nếu không đủ 3 thì anh quăng trở lại. A, tính xác suất để hộp được chấp nhận, tức là lấy ra một hộp thì xác suất hộp nhận hộp đó thì là bằng bao nhiêu. Câu B, tìm số hộp tin chắc nhất mà khách hàng này nhận được, có thể nhận được trong 500 hộp cần muốn mua ở trên. Tức là bây giờ có 500 hộp anh cần mua, anh bốc ra 500 hộp, thì với cái cách kiểm định như anh ta như vậy thì anh ta sẽ nhận được là bao nhiêu trong 500 hộp như vậy. Hiểu ý không các em? Thì bài này thầy muốn nhắc các em, cái bài nó hơi dài để các em ghi nha, để các em ghi ý tưởng là như vậy, cho nó thầy tóm lại thầy đọc em ghi. Và bài này thầy sẽ giải ở vào cái dịp sau, tuần sau, vì thời lượng của chúng ta hiện nay cũng đã hết đấy. Thì hôm nay thì chấm dứt ở đây. Thì mong các em làm bài tập này, bài tập mới đây, và về nhà dùng Excel và cái máy tính bỏ túi để thao tác làm những cái bài thi đó, mấy em phải dùng máy tính bỏ túi nhé. Và
làm sao mà làm nhân nhuyễn, để mấy kỳ sau thầy chỉ nói thôi, nói cách dùng cái gì để kiểm kiểm định các cái định lý này thì cho nó dễ dàng nhé, cho nó dễ dàng. Mấy em không thao tác thì sẽ không làm được bài thi, tại vì những dữ liệu tất tần tật mọi thứ mấy em đều phải tính toán cả. Rồi giờ thầy xin chào các em, hẹn em vào tuần sau.